mình cũng không hề khéo tay để làm nail. Mình đã tự sơn cho móng tay móng chân cho mình và cho bạn bè gì đó bằng ngồ mà mình sơn tỉ mỉ vậy. Trời ơi, mình sơn được tới ngón thứ ba là mình thôi. Hello, xin chào tất cả mọi người, quay trở lại với kênh channel của Hailey Fan Cuộc Sống Mỹ Washington. Trong video lần này thì mình sẽ giải đáp thắc mắc là tại sao mình không đi làm nail ở Mỹ. Trong một năm đầu tiên khi mà mình mới đến Mỹ thì mình nghe rất là nhiều anh chị em, cô chú, bạn bè ở Mỹ nói là làm nail đi nhiều tiền lắm. Và thật sự là làm nail rất là nhiều tiền. Nhưng mà quan trọng hơn hết là mình không có thích nail. Móng tay móng chân mình thì không có làm gì hết. Mình đã tới những cái tiệm nail để xem tại sao mà nhiều người Việt thích làm nail như vậy. Trời ơi, mà tiệm nail ở Mỹ cực kỳ sang trọng luôn, khác rất là nhiều so với những tiệm nail ở Việt Nam. Họ có máy massage làm rất là bài bản, có massage chân rồi, làm rất là nhiều thứ. Mà khi mà mình tới tiệm nail á, thì khi mà mình trả tiền để làm nail thì mình rất là xót của. Làm một bộ nail tay chân luôn á thì tầm 50 đô, 60 đô. Đối với bản thân mình đi làm nha, 50, 60 đô một lần làm. Mà tới 1-2 ngày là mình cạy nó ra á. Mình cạy nó ra, nó chóc hết sơn rồi. Thì mình thấy là rất là ủ. Tại vì khi mà mình làm nail ở Việt Nam á, nó rẻ. Nó tầm 30-40 ngàn bộ nail. Mình thấy nó rẻ nên nó có chóc ra thì mình cũng không có tiếc. Và mình cũng không có thói quen làm nail. Mình không biết tại sao mà mỗi lần mình làm nail á thì cái móng nó mọc ra, nó đâm trong da rất là khó chịu. Mình nhớ một lần mình đi làm nail để đi ngựa đi chơi. Xong rồi ngay cái ngày hôm sau thì cái móng nó mọc dài ra, nó đâm vô cái ngón chân. Lúc mà mình đi du lịch mình phải đi bộ rất là nhiều mà cái móng nó cứ đâm vào ngón chân á, cho mình cực kỳ khó chịu luôn. Thì mình mới biết là khi mà làm nail á thì phải làm nail thường xuyên liên tục, chỉ muốn trải nghiệm thử làm nail như thế nào thôi. Và mình cực kỳ không thích làm nail. Và mình ngồi ở tiệm nail, tuy là ghế massage rất là dễ chịu nhưng mà bắt mình ngồi 15-20 phút, nửa tiếng nó làm móng tay móng chân, mình động đậy rồi nó bị chày, nó bị xước hoại luôn à. Theo tính cách của mình thì mình cũng không muốn ngồi yên một chỗ để người ta làm móng cho mình. Nên theo mình thì mình làm khách là mình không thích làm khách. Mình cũng không hề khéo tay để làm nail. Mình đã tự sơn cho móng tay móng chân cho mình và cho bạn bè gì đó bằng ngồ mà mình sơn tỉ mỉ vậy. Trời ơi, mình sơn được tới ngón thứ ba là mình thôi. Mặc dù mình biết là làm nail kiếm được rất là nhiều tiền. Và khi mà mình lên mạng mình coi á, làm nail kiếm được bao nhiêu tiền rồi, nhiều người chia sẻ là những cái lợi ích làm nail rồi mở tiệm này nọ. Nhưng mà mình không thích thì mình không có nghĩ là mình có thể theo cái này lâu dài. Và khi mà mình không thích rồi thì mình sẽ không làm việc đó một cách rất là tốt. Để làm tạm vui chơi thì mình thấy rất là mất thời gian. Thay vì làm một công việc mình thích và làm lâu dài sẽ tốt hơn là nhảy từ cái này qua cái kia, thì mình quyết định là học bất động sản. Tại vì cái đó là thứ mình thích. 2 năm đầu trong nghề bất động sản không có mối quan hệ, chân ướt chân ráo tới Mỹ, cũng không hề biết cái này cái kia, thì mình cần rất là nhiều thời gian để tự học và tìm hiểu. Thì mình mất tầm 1 năm để học hỏi và tìm hiểu. 1 năm này ngày nào mình cũng học 8-9 tiếng và đi ra ngoài coi nhà, giữ open house, rồi làm việc với khách hàng, đọc hợp đồng, học tất cả mọi thứ. Nếu như một người nào không thích bất động sản, nhìn vô giấy tờ sẽ rất là mệt mỏi. Tuy nhiên mình thích nên mình không cảm thấy mệt mỏi và không cảm thấy khó chịu khi mà đi ra ngoài 12-13 tiếng một ngày, hoặc là có khi làm 18 tiếng ngoài đường luôn. Nên nếu mà một người nào không thích thì họ cảm thấy rất là mệt và sẽ bỏ cuộc. Mình cũng không có phải ở trong một cái vị trí mà phải đi làm cái này, phải làm cái kia để trả tiền nhà, trả tiền bill, để sinh tồn, để sống 3 ngày. Thì mình không có phải ở trong vị trí đó nữa. Nên bây giờ mình đang muốn phát triển bản thân và mình muốn tập trung cho công việc bất động sản của mình và đầu tư kinh doanh. Đó là cái mà mình muốn làm trên con đường dài. Mình biết là một số người khi mà làm nail thì cái ý chí của họ, cái mong muốn của họ sẽ mở tiệm và họ sẽ làm tốt khi mà họ làm chủ. Và mình biết là mình không giỏi khi mà mình mở tiệm hoặc là mình làm chủ, và mình cũng làm công cũng sẽ không giỏi về móng tay móng chân, nên mình sẽ không phù hợp cho với ngành làm nail. Tuy nhiên mỗi người có một cái sự lựa chọn khác nhau. Có người thích làm hãng, có người thích đi học lại, có người thích học
bỏ thời gian học bác sĩ, học y tá, vân vân. Đó là cách lựa chọn của mỗi người mà thôi. Đối với một người chương ước chương đáo tới Mỹ á, công việc nail là cái xuất hiện đầu tiên trong cái từ khóa xin việc làm ở Mỹ. Cái gì cũng cần tiếng Anh, cái gì cũng cần kinh nghiệm, bằng cấp, giấy phép, và họ không hề biết gì hết. Thì nail là công việc giúp họ có những viên gạch đầu tiên ổn định ở Mỹ. Nếu mà họ làm tốt, họ làm xuất sắc, họ có thể kiếm được rất 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 nhiều tiền. Mình thấy ngành nail rất là tiềm năng. Nếu mà không chỉ làm nail, làm móng không, mà các bạn còn phải biết vẽ móng và làm mặt, làm tóc, làm lông mi, thì các bạn có thể kiếm được rất là nhiều tiền. Nhưng mà mình không có khéo tay, không có thích những cái đó. Và mình rất là ghét gắn lông mi. Trong ngành nail còn có một số cái gọi là commercial business, có nghĩa là họ sẽ build những cái tiệm nail và họ bán lại. Giống như là người ta xây nhà xong rồi người ta bán lại thì giá sẽ mắc hơn là các bạn tự xây, nhưng mà đỡ tốn thời gian, tiền bạc, kinh nghiệm, và sang tay chủ, có thể kiếm tiền từ những cái công việc như thế. Không nhất thiết là mình làm nail, nhưng mà mình sang tiệm nail hoặc là build tiệm nail để kiếm tiền. Mình không có bà con, không có người ở Mỹ, không có cái đường dây kết nối ở Mỹ, nên khi mà để và phát triển lớn hơn, phát triển lâu dài á, cần một số mối quan hệ và niềm đam mê, thì kiếm tiền rất là nhanh. Mình cũng không biết gì hết, mình cũng không có ai trong cái ngành nail nên mình cũng không hề biết rõ về vấn đề đó. Mình thấy là mấy người Mỹ ở đây á, là họ rất là thích làm móng, giống như là móng tay, móng chân là cái gì đó mà họ mặc trên người, họ trang trí, họ trang điểm mỗi ngày. Nếu mà họ không có móng tay, móng chân là họ cảm thấy như là thiếu dép khi đem mang ra đường vậy đó, dạng như vậy. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình tới giờ phút này. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, kế bên nút đăng ký kênh có cái chuông, nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới mỗi khi mình up video. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video lần sau. Bye bye.